Vâng, xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại VLab. Thì như các bạn thấy thì mình đang set up cho một cái bài test đấu trường FPS. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là chiếc Nokia 5.1 Plus với con chip MediaTek Helio P60 và chiếc Redmi 7 với con chip Snapdragon 632. Thì theo như mọi người thường nghĩ như kiểu là một cái huyền thoại ấy, thì Snapdragon trong cùng một tầm giá luôn luôn tốt hơn so với cả những con chip MediaTek. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có cái điểm gì khác hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng mình đi đến cái bài đấu trường FPS nhá. Cùng bắt đầu nào. Ok, và nếu như các bạn đã quan tâm một trong hai chiếc máy cực kỳ ngon ở trong tầm giá khoảng loanh quanh 3 triệu đồng như này thì các bạn có thể tham khảo tại website của Hoàng Mobile có cả hai chiếc máy này luôn. Và mình sẽ để phần link ở ngay phần bên dưới mô tả. Nếu các bạn quan tâm thì có thể click vào đó để biết thêm thông tin chi tiết nhá. Và đầu tiên thì hãy cùng mình đi đến cái tựa game đó là PUBG Mobile. Về cài đặt mặc định của cả hai máy thì các bạn sẽ đặt được cái mức đồ họa đó là balance và cái tốc độ khung hình thì chỉ dừng lại ở cái mức trung bình mà thôi. Ở trên cái chiếc Nokia 5.1 Plus này thì nó sẽ nhìn hơn một chút, đó là các bạn có thể để được ở mức cao. Kèm theo đó thì cái đồ họa có thể lên đến HD. Còn ở trên cái chiếc Redmi 7 thì nó chỉ dừng lại ở cái mức balance cũng như là trung bình thôi. Thì ở đây thì mình sẽ test cái bài test này ở cái mức cân bằng cũng như là trung bình nhá. Và về cái phần những cái lựa chọn tiếp theo thì mình cảm thấy khá là bất ngờ khi mà trên chiếc Redmi 7 thì nó không có cái lựa chọn là khử răng cưa. Thế nên là mình sẽ để tắt ở trên cái chiếc Nokia 5.1 Plus này. Và kèm theo đó thì mình cũng tắt luôn cái tự động điều chỉnh đồ họa. Và hiện tại thì mình vẫn chưa thấy được những cái sự khác biệt về FPS giữa hai máy. À, bên này đã bị drop xuống một chút rồi này. Thử di chuyển một chút này để xem mà có giật không này. Thì nó vẫn tương đối ổn định ở mức 25-26 FPS. Ê, bên này bị drop xuống khoảng 18 FPS rồi này. Đấy, 18 lên 22 rồi này. Như vậy là một cái pha drop khá là nặng đến từ vị trí của Redmi 7. Bây giờ thì 23 này. Nó cho thấy một cái sự thiếu ổn định hơn khá là nhiều so với cả Nokia 5.1 Plus. Và bây giờ thì mình sẽ thử xoay cái góc nhìn nhá. Đó, bên này vẫn drop cực kỳ là nặng luôn này. Đó, các bạn thấy không? Như vậy là chưa chắc là Snapdragon đã ngon hơn đâu. Bên này thì cũng đã bị drop một chút rồi nhưng mà nó không bị xuống sâu như là bên cái chiếc Redmi 7 này. Cả hai bên cùng chạy này. Đó, cùng chạy một góc này. Bây giờ thì thay đổi góc nhìn này. Có bị drop không? Có bị drop không? Vẫn tương đối là ổn định. Đây, Nokia 5.1 Plus vào loot đồ đi. Ok, vẫn khá là ổn định. 24, 25, 26. Rồi, bây giờ đến lượt Redmi 7 loot đồ này. À, bên này có boss này. Bắn nhá. Hơi drop rồi, hơi drop xuống 21 rồi. Bây giờ thì sẽ cho Redmi 7 loot đồ này. Không giật một FPS nào. Tương đối là ổn định, như vậy là loot đồ không phải là một cái gì đấy khó khăn. Bây giờ mình sẽ thử combat ở trên Redmi 7 xem thế nào nhá. Không thấy ai cả. Scope lên sấy. Không giật, không hề giật. Ok, như vậy là khả năng chơi game khá là tốt ở trên cả Redmi 7 và Nokia 5.1 Plus. Mình sẽ cho Redmi 7 lái trước đi. Đánh võng này, xuống 24 rồi này. Tiếp tục đánh võng này. 22 này. Khá là giật rồi đấy. Tăng tốc nhá. 21 luôn này. Đó, các bạn thấy không? Bị giật xuống 21 rồi. Như vậy là không ổn định cho lắm. Mình sẽ đổi chỗ cho Nokia 5.1 lên lái đi. Lên lái đi, đánh võng này. 24. Chưa hề xuống dưới 24. Tăng tốc vẫn khá là ổn định. Không hề bị xuống 21-22 như kiểu là trên Redmi 7. À, xuống 21 rồi khi mà drip khá là mạnh. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là cái sự ổn định vẫn là hơn ở trên chiếc Nokia 5.1 Plus. Chạy lại ngoài đồng một chút nhá, khi mà cả hai máy đã đều nóng lên một cách tương đối rồi. Ok, như vậy là vừa rồi về cái tựa game PUBG Mobile thì cá nhân mình thấy rằng là ở cái chiếc Nokia 5.1 Plus nó vẫn sẽ có một đôi chút nhỉnh hơn ở cái khoản đồ họa cũng như là FPS. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo, đó là Liên Quân Mobile. Và đối với cả Liên Quân Mobile thì cái mức setup của cả hai máy cũng là tương đối giống nhau. Các bạn có thể bật được cái độ phân giải HD cũng như là có thể đặt được cái chất lượng hình ảnh là mắc luôn. Thế nhưng mà có một cái điều mà ở trên cái chiếc Redmi 7 cũng không có, đó là các bạn sẽ không thể nào mà bật được cái FPS cao ở trên Redmi 7. Còn ở trên Nokia 5.1 Plus các bạn vẫn có thể làm được điều đấy nhá.
Và bây giờ mình sẽ vào game để xem rằng đâu sẽ là người chiến thắng đây. Bắt đầu nào. A few moments later. Ok, và bây giờ mình đã vào được game rồi và mình sẽ đi lên để thử combat xem là đâu sẽ là cái chiếc máy có cái FPS nó cao hơn nhá. Như bạn thấy thì cả hai máy đều đang rất là ổn định ở cái mức là 30 và 31 FPS. Ok, và bây giờ mình sẽ thử lên để cùng combat để xem là cái hiện tượng drop FPS có nhá. Cả hai máy đều rất là đều ở cái mức 30 và 31. Và khi mà mình bị giết rồi thì quay trở về các thứ nó vẫn không bị drop FPS xuống cái mức dưới 30. À, bên này bị xuống 29 rồi này. Một cái điểm nhỉnh hơn của Nokia 5.1 Plus. Và mình sẽ combat nốt cái pha này nhá, để xem là có cái sự thay đổi gì nữa không. Và như các bạn thấy thì đối với cả cái tựa game Liên Quân Mobile, cái mức setup mà mình vừa mới cài đặt lúc đầu game, nghĩa là để mắc cái chất lượng ảnh cũng như là để cái FPS ở khoảng 30, thì mình thấy rằng là cả hai máy đều có thể gọi là chiến ngon cái tựa game này. Tuy nhiên thì cá nhân mình thấy rằng là có một vài lúc cái chiếc Nokia 5.1 Plus nó vẫn sẽ nhỉnh hơn so với cả Redmi 7. Và vừa rồi thì mình đã hoàn thành cái bài test giữa chiếc Nokia 5.1 Plus và chiếc Redmi 7. Và cá nhân mình thấy thì khá là bất ngờ khi mà chiếc Nokia 5.1 Plus cho mình một cái hiệu năng nó có thể gọi là nhỉnh hơn so với cả chiếc Redmi 7. Ở chỗ là đồ họa của nó sắc nét hơn, rồi là FPS của nó cũng cao và ổn định hơn so với cả Redmi 7 nữa. Và chưa hết thì nếu như các bạn nhìn vào những cái tựa game nhá, thì đối với cả PUBG Mobile, thì đối với cả Nokia 5.1 Plus, các bạn có thể bật được một cái mức setting cao hơn. Các bạn có thể bật được cái tùy chọn bật khử răng cưa. Và đối với cả Liên Quân Mobile thì đối với cả Nokia 5.1 Plus với con chip MediaTek trong cùng tầm giá, các bạn cũng có thể là bật được cái FPS cao. Còn đối với cả cái chiếc Redmi 7 này thì không thể nào mà có thể làm được cái điều đó. Vì vậy nên cái mình thấy thì cái chiếc Nokia 5.1 Plus này nó thắng toàn diện trong cái bài test ngày hôm nay. Vậy thì các bạn có chấp nhận cái kết quả này không? Các bạn có thấy là có cái điểm gì sai sai không? Hay là ý kiến các bạn như nào thì hãy cứ để lại cái comment bên dưới cho mình biết nhá. Và nếu như các bạn quan tâm một trong hai chiếc máy này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại website của Hoàng Hà Mobile đang có những cái mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho cả hai chiếc máy này, và phần link mình sẽ để ngay ở phần bên dưới mô tả nhé. Video ngày hôm nay thì cũng xin được kết thúc tại đây thôi. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là ấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video nào bọn mình ra trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.